Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những đôi lót da thảo mộc của Gazzano cũng như mua những đôi lót này. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ phải biết xem là lót da thảo mộc thì nó có đặc điểm gì. Những cái lót da thảo mộc này được cắt tay từ những cái khuôn mẫu, nó sẽ có size từ 37, 38 cho đến 45, 46. Vì vậy là mỗi một đôi lót này sẽ phù hợp với cả hai size giày. Vì vậy khi các bạn mua, nếu đôi lót này có dài hơn đôi giày của bạn thì các bạn có thể làm việc rất đơn giản, đó là các bạn chập hai cái lót lại như này. Ví dụ đây là cái khoảng mà chúng ta muốn cắt đi thì chúng ta sẽ chập hai cái lót lại, sau đó chúng ta vẽ một đường ở đây và sau đó các bạn cắt theo cái đường này và làm tương tự với phần còn lại, thì các bạn sẽ có được một đôi lót phù hợp với cả đôi giày của mình mà không cần phải đổi. Lót giày da thảo mộc thì có một cái đặc điểm, đó là hút mồ hôi rất là tốt. Vì vậy là sau một thời gian sử dụng, ví dụ như đôi lót này sau khoảng 4 tháng sử dụng thì nó đã hút mồ hôi và nó đã thâm ở phía bên trong. Vì vậy là nó cũng sẽ giảm mồ hôi chân cho các bạn. Và với những cái bạn mà đi giày mà bị hôi thì cái việc sử dụng lót da thảo mộc này cực kỳ tốt. Thêm một điều nữa là cái lót da thảo mộc này có độ dày từ 1,8 cho đến 2mm. Vì vậy nó sẽ có khả năng làm cho các bạn đi đôi giày nó vừa hơn. Ví dụ như các bạn mua những đôi giày nó hơi rộng một chút thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng những đôi lót da khoảng 2mm như thế này, đút vào trong lòng giày sẽ giúp cho giày của bạn vừa hơn.